Xin chào các bạn, trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh những chi tiết khó của máy robot hút bụi. Thì ở các clip trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách vệ sinh robot hút bụi cơ bản. Thì chúng ta chỉ cần sử dụng bàn chải và nhíp, chúng ta có thể vệ sinh hoàn toàn máy. Và trong cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái việc vệ sinh, chúng ta sẽ can thiệp sâu hơn vào máy, có thể làm cho máy hoạt động trơn tru hơn. Thì chúng ta cần vệ sinh những cái chi tiết mà liên quan đến động cơ của máy, ví dụ như bánh xe, hai cái bánh xe và bánh xe đùi bướm. Thì chúng ta sẽ cần đến một công cụ, đó là một chiếc tô vít. Riêng đối với máy robot hút bụi Phoenix thì cái việc vệ sinh rất là đơn giản. Nhưng mà một số các cái máy robot hút bụi khác có kết cấu phức tạp hơn. Ví dụ như đây là có máy của Ecovac, thì chúng ta sẽ rất là khó khăn trong vấn đề vệ sinh cái phần bánh xe, bởi vì cái chỗ tháo và cái vị trí tháo cũng rất là khó. Chúng ta có khi phải tháo cả máy ra thì mới có thể vệ sinh được. Hoặc là nếu mà mình cần thay pin thì chúng ta cũng rất là khó trong việc tháo. Cho nên là clip này thì mình chỉ giới thiệu riêng về các cái máy của Philips. Thì mình đang sử dụng là máy robot hút bụi Philips FC880. Thì rất là đơn giản, các bạn lật ngược máy này. Cái bánh xe khi mà hoạt động lâu ngày thì sẽ có những cái tóc và lông quấn vào cái phần trục của bánh xe, làm cho bánh xe quay chậm hơn và cũng ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của máy khi mà hoạt động. Rất là đơn giản đối với bánh xe điều hướng này. Chúng ta sẽ sử dụng cái mặt phẳng của tô vít hai cạnh. Đấy, chúng ta đặt cái bánh xe, chúng ta dùng một cái lực mạnh đẩy này, thì nó chỉ có một cái trục này thôi. Nếu mà có cái phần dây quấn hoặc là tóc bám vào đây thì chúng ta có thể cho nó ra. Tiếp tục thì chúng ta lại ấn xuống. Rất đơn giản. Đây, bánh xe quay đều. Tiếp nữa là đến cái phần bánh xe chính để cho động cơ di chuyển. Thì ở các clip trước mình hướng dẫn các bạn thì các bạn chỉ cần dùng cái nhíp, các bạn gắp các cái phần lông thôi. Tuy nhiên là nếu như mà việc gắp quá là khó thì chúng ta có một cách mà hiệu quả hơn là chúng ta sẽ tháo ra và chúng ta lấy ra rất là nhanh. Thì mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Các bạn sử dụng đầu của 4 cạnh để tháo vào góc. Cái công việc tháo này diễn ra rất là nhanh, chỉ khoảng chưa đầy 5 phút nữa để vệ sinh hoàn toàn xong rồi. Mình nhớ để có vị trí chính xác. Đây là cái motor của máy. Và khi mà bánh xe hoạt động thì tóc và dây quấn sẽ bị bám vào trong này. Mình sẽ tháo ra để cho các bạn thấy. Đây. Chúng ta có một cục tóc rất là to. Nếu mà nhiều quá thì cái bánh xe này nó sẽ bị quay chậm hơn, có thể làm cho nóng motor dẫn đến hỏng hóc. Thì cái việc vệ sinh này chúng ta nên vệ sinh khoảng 6 tháng một lần. Nếu mà không có nhiều thời gian thì các bạn có thể 1 năm các bạn vệ sinh một lần cũng được. Đơn giản hơn thì các bạn sử dụng cái cách là lấy cái nhíp gắp ra. Chúng ta chú ý là ở dưới đây sẽ có một cái nò xo. Nò xo này có tác dụng là làm cho bánh xe có thể di chuyển cao thấp được. Nếu mà mất cái nò xo này thì không được, cho nên là khi mình tháo ra thì mình phải để ý. Mình nắp xuống thì mình cứ ấn thẳng xuống thôi. Nò xo nó sẽ vào đúng vị trí của nó. Cái bên kia chắc cũng sẽ bẩn như thế này. Trong clip này thì mình cũng không làm nhiều thời gian, thì mình sẽ tháo một bên, còn bên kia thì sẽ tháo tương tự. Còn vấn đề nữa thì chúng ta tháo cái chổi quét thì không cần phải dùng cái tô vít rồi. Ở các clip trước mình cũng đã nói cái máy của Philips thì
nó quấn tóc rất tốt, cho nên là ở những nhà có nhiều tóc rồi lông thú rồi những cái dây dợ lằng nhằng thì sẽ được cuốn hết vào cái chổi này, còn những cái tóc ngắn thì sẽ được hút vào quang chiếu rác. Cho nên là riêng với cái máy robot hút bụi Philips thì chúng ta sẽ không lo mà nhà mà có nhiều tóc thì bám dính ở dưới sàn. Một chi tiết nhiều người sẽ nghĩ là khó nhưng mà cực kỳ đơn giản, đấy là pin. Pin thì nó như là cái đồ chơi, những cái đồ chơi của trẻ em thôi, tức là nó sẽ nắp ở trong một cái khay đựng và chúng ta chỉ việc kéo thẳng ra, mình kéo thẳng ra theo chiều từ trái sang phải, kéo thẳng ra ngoài đấy. Và đây là pin của máy, cực kỳ đơn giản. Riêng cái này thì mình không cần dùng Covid đấy. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Việc vệ sinh máy này mình chắc chắn là tất cả các bạn đều có thể làm được, nó vô cùng đơn giản.